Người đàn ông ra đường tập thể dục bị công an yêu cầu đứng lại vẫn khăng khăng. Mày bất lịch sự, người ta đi tập thể dục. Cái mũ rồi nhớ được chưa? Một chỗ đang ngồi này. Mời ta đi tập thể dục. Mày bất lịch sự, người ta đi tập. Không, cháu mới đứng lại. Bây giờ cả nước người ta nước cầu không được thì đều tập thể dục. Không có lý do gì ở đây cả. Khi bị lực lượng công an yêu cầu đứng lại do ra đường tập thể dục, người đàn ông liên tục có hành động chống đối. Từ 6 giờ ngày 24 tháng 7, thành phố Hà Nội chính thức giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo chỉ thị này, người dân ra khỏi nhà khi không cần thiết sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên, vẫn có một số người dân ra đường tập thể dục vi phạm quy định phòng chống dịch. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi tập thể dục trên một tuyến phố ở Hà Nội được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đoạn clip này, khi cán bộ công an bắt gặp, người này thậm chí còn không đeo khẩu trang và để khẩu trang trong túi quần. Khi bị nhắc nhở yêu cầu dừng lại và chấp hành xử phạt theo quy định, người đàn ông nhất quyết đòi đi tập tiếp. Đứng làm gì, xử lý cái gì? Tao đi tập thể dục, mày mất lịch sự, người ta đi tập thể dục, người đàn ông khăng khăng nói. Sau đó, người đàn ông này cố tình đẩy cán bộ công an với mong muốn tiếp tục được đi tập thể dục. Người ta đi tập thể dục chứ làm gì đâu, người này nói. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Trong đó, nhiều người chỉ trích hành động vô ý thức của người đàn ông đi tập thể dục giữa thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Trong khi cả nước chống dịch thì vẫn có những cá nhân hành động thiếu ý thức thế này. Thay vì ra đường tập thể dục có thể tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thì hãy ở yên trong nhà, đừng vì hành động của một cá nhân mà ảnh hưởng đến cả cộng đồng, một số bình luận của cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.